Hello mọi người. Hello hello. Hôm nay là trời mưa, cho nên là chúng ta sẽ nói về cách chăm sóc da trong những ngày sáng nắng chiều mưa. Thì đợi một phút ha, cho Facebook thông báo livestream xong rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Mấy bữa nay trời mưa nên bác sĩ bệnh luôn rồi, cho nên nó là hôm nay nói là có thể là mấy bạn nghe không được rõ lắm. Mấy bạn có thấy là bạn nào mà có bạn gái hay là bạn nào mà thấy chị em gái xung quanh chúng ta mà chúng ta hay nói là sáng nắng chiều mưa, có nghĩa là những người đó làm sao mấy bạn? Khó chăm ha, rất là khó chăm, không biết chiều sao cho vừa ý á. Cho nên kiểu như vậy á thì làn da của chúng ta đúng nghĩa luôn, sáng nắng chiều mưa thì những lúc giống như vậy là thời tiết rất là khó chịu, cho nên nó là cái việc chăm da nó cũng phải là cái cách để mà chúng ta có được một làn da đẹp. Hôm nay bác sĩ hơi bị cảm á, cho nên nói nó nghe hơi kỳ kỳ chút. Hello Trương Lợi, hello Trương Hưng. Cảm ơn anh. Những cái ngày mà sáng nắng chiều mưa, giống như sáng nay bác sĩ trước khi ra khỏi nhà thì bác sĩ coi cái cột mà đo nhiệt độ và độ ẩm á, thì bác sĩ thấy là nó báo là 32 độ và độ ẩm là 80. Khi nãy bác sĩ về thì bác sĩ lại thấy là nhiệt độ là còn xuống 26 độ và độ ẩm là 91. Có nghĩa là trong cùng một ngày ha, nhưng mà đúng nghĩa là sáng rất là nắng và khó chịu, trưa thì càng khó chịu hơn nữa, và tới buổi chiều á thì lúc đó là cái thời tiết nó lại thay đổi. Và sáng nắng chiều mưa lúc nào nó cũng là một cái gì đó đem lại cảm giác rất là khó để mà chiều theo ý, thì cái làn da của chúng ta cũng như vậy. Hello chị Phạm Minh Thủy. Mọi người kêu là da bác sĩ đẹp quá. Thì thực ra làn da này là bác sĩ mới rửa mặt xong, không có làm gì hết, chỉ có đánh chút son xong rồi lên đây tán với mọi người chút. Xong rồi lúc đó là tán xong sẽ rửa mặt lại bằng nước mát, sau đó là đắp mặt nạ. Có khi thì bác sĩ sẽ giữ một cái loại kem dưỡng, mà tối nay thì độ ẩm nó hơi cao nè, cho nên là trời cũng mát mẻ hơn, cho nên bác sĩ sẽ sử dụng cái loại dưỡng ẩm không có quá ẩm để mà cung cấp cho cái làn da một cái độ có nước, đủ nước ha. Vừa đủ thì chúng ta sẽ có một làn da đẹp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái livestream hôm nay ha. Hello Trần Kim, hello chị Hà Bình. Đối với những cái ngày mà sáng nắng chiều mưa giống như vậy á, thì chúng ta không thể nào áp dụng một cái cách chăm sóc da mà chúng ta cứ bền vững qua thời gian. Có nghĩa là làn da chúng ta, tự bản thân làn da chúng ta nó đã có cái vai trò, đó là nó phải giúp cơ thể thích ứng với môi trường bên ngoài. Ví dụ như môi trường bên ngoài nắng thì nó phải làm cho dịu lại, để làm sao đảm bảo cho được cái nhiệt độ cơ thể là 37 độ C. Thì đối với những cái ngày mà buổi sáng nó rất là nắng giống như vậy, chúng ta muốn chăm sóc cái bề mặt da tốt thì chúng ta phải cung cấp cái độ ẩm đủ ha. Đối với cái độ ẩm là 80 thì độ ẩm này cũng gọi là cao, mặc dù xung quanh á, nó rất là nắng nóng. Như vậy thì thường khi mà chúng ta gặp một cái độ ẩm cao mà nhiệt độ cũng cao luôn, thì chúng ta phải biết là chúng ta phải ưu tiên cho cái việc chúng ta cấp nước ha. Chúng ta ưu tiên cái việc cấp nước, có nghĩa là chúng ta sẽ phải bôi những cái sản phẩm nào đó mà nó theo cái dạng là nó là dạng serum nè, nó là dạng lotion nè, nó là dạng nước nhẹ thôi đó. Thì khi mà chúng ta làm cho cái làn da chúng ta thoáng giống như vậy á, thì chúng ta vẫn đảm bảo được cái độ gọi là cái độ nước ở trên bề mặt da chúng ta. Tại vì bác sĩ hạn chế sử dụng từ ẩm, tại vì mọi người hay hình dung là ẩm có nghĩa là cái gì mà phải nhờn, phải dạng cream đồ này nọ kia. Thì đó, thì nếu như chúng ta sẽ lựa chọn cái sản phẩm
mà dưỡng da phù hợp vào buổi sáng thì làn da chúng ta nó sẽ không bị bít tắc lỗ chân lông do thời tiết nóng, mà chúng ta lại chọn chất liệu kem sai đó. Cái thứ hai nữa là khi mà cái nhiệt độ bên ngoài nó cao như vậy á thì chúng ta ra đường chúng ta phải che chắn kỹ. À, mấy bữa trước á là mấy bạn có thấy cái Facebook của bác sĩ là bác sĩ up một cái hình lên, mà trên cái hình đó thì có rất là nhiều loại kem chống nắng, nhưng mà bên cạnh đó là có những cái đường băng keo dán đen ha. Thì cuối cùng á là sau khi phơi nắng xong lột ra thì cái chỗ mà mấy bạn che chắn á lại là cái vùng mà nó trắng nhất. Có nghĩa là nhiều khi chúng ta chẳng cần bôi cái kem chống nắng gì hết nhưng mà làn da chúng ta vẫn đảm bảo được chuyện đó. Thì mọi người cứ nghĩ đi, lúc nào á, thật ra bác sĩ không có đi ngược lại với lại cái tuyên ngôn về kem chống nắng đâu, nhưng mà làn da bác sĩ rất là ít xài kem chống nắng, cực kỳ hiếm luôn. Chỉ có khi nào bác sĩ đi công tác mà gọi là phải ngồi hoặc là phải cần phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà không có khả năng che chắn thì lúc đó bác sĩ mới xài kem chống nắng, mà rất là hạn chế. Ví dụ bác sĩ chỉ xài hai cái vùng hai bên đây thôi đó. Thì đây là làn da rất là ít xài kem chống nắng, minh chứng cho các bạn đó. Cho nên đó là mấy bạn cứ tự tin đi, mình không xài kem chống nắng cũng được, nhưng là mình phải che chắn rất là kỹ ha. Ra đường là phải khẩu trang khoảng 3-4 lớp đó, sau đó là che tất cả mọi thời điểm luôn, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Cái thứ hai nữa đó là khi mà chúng ta dưỡng ha, nói tới cái vấn đề mà dưỡng buổi sáng thì chúng ta nếu như bắt buộc công việc của mấy bạn á, là phải đi nắng thì chúng ta sẽ phải bôi kem chống nắng, rồi đồng thời chúng ta phải che chắn kỹ. Chúng ta sẽ cung cấp cái độ ẩm cho da bằng cách là chúng ta chọn những cái dòng kem dưỡng mà nó nhẹ nhàng thôi, nó phù hợp, nó không có quá dày. Tại vì nếu như mấy bạn thấy là ngày hôm đó ha mà độ ẩm thấp, có nghĩa là không khí nó rất là khô, thì chúng ta sẽ phải chọn cái dòng kem dưỡng nó có thành phần cấp ẩm rất là cao hoặc là giữ ẩm cao. Ví dụ như chúng ta chọn những dạng cream hoặc là những cái dạng mà giống như có những cái thành phần mà giữ nước tốt á, là HA, hoặc là những cái kem khóa ẩm. Bữa nào bác sĩ sẽ có một cái livestream phân tích cho mấy bạn là cấp ẩm, dưỡng ẩm và khóa ẩm là gì, để cho mấy bạn hiểu là bây giờ mọi người đang xài cái sản phẩm đó là sản phẩm gì, và mọi người phải khi mà mọi người biết sử dụng đúng thì nó rất là dễ để chăm sóc da luôn. Cái thứ hai nữa là tới buổi trưa, buổi trưa thì bắt đầu nhiệt độ lên cao ha. Buổi trưa này bác sĩ không có thời gian để bác sĩ coi là nó bao nhiêu độ, nhưng mà khi sáng 8-9 giờ mà nó đã 32 độ thì chắc trưa nó còn cao hơn nữa. Thì buổi trưa khi ra đường á là chúng ta phải che chắn kỹ nè. Đồng thời á là chúng ta có thể là buổi trưa chúng ta khi ăn trưa xong chúng ta sẽ rửa mặt lại, chúng ta xịt một chút xíu khoáng, hoặc là chúng ta sẽ xịt những cái loại mà cung cấp độ ẩm nhanh á, bằng những cái hình thức xịt để cho nó mát cái làn da. Xong sau đó chúng ta sẽ bôi những cái loại kem mát mẻ hơn. Và tới bắt đầu buổi chiều, sáng nắng rồi đó, bây giờ bắt đầu chiều mưa nè. Mưa thì nó lại mát mẻ, tuy nhiên độ ẩm nó rất cao. Chiều nay đó, bạn nào thì có thể rảnh thì lên coi nhiệt độ dự báo thời tiết thì bác sĩ thấy là 91, độ ẩm là 91. Thì cái nhiệt độ thì nó lại hạ thấp xuống rồi. Thì đối với cái độ ẩm mà nó cao giống như vậy á thì cái làn da chúng ta tự động nó mềm mại thôi, không cần làm gì hết, thì độ ẩm nó cũng, độ ẩm của môi trường bên ngoài nó cũng làm cho làn da chúng ta nó khỏe. Thì khi mà độ ẩm nhiều giống như vậy á, vậy thì tối nay mấy bạn ngủ ha, nếu như một cái nhiệt độ môi trường bình thường là 27 độ, trong phòng mở máy lạnh đây là 27 độ, thì chúng ta chỉ cần bôi những cái loại dưỡng nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như chúng ta có thể dưỡng collagen tươi nè, hoặc là bác sĩ thấy mấy bạn hay xài những cái kem của cái gì, Lancome nó cũng có nè, rồi Estée Lauder, mấy bữa nay mấy bác sĩ cũng hay thấy mọi người đang hay nói về nó nè. Đó là những cái dạng mà nó là dạng nhũ tương nè, dạng nhẹ nhàng, dạng nước, thì những cái loại đó là mấy bạn có thể sử dụng được, và đơn giản tối nay chỉ bôi giống như vậy thôi là ngủ được. Và ngày mai vậy thì chắc chắn có một làn da đẹp.
hoặc là tối nay khỏi cần dưỡng luôn, chỉ cần đắp một cái mặt nạ cấp nước thôi, thì làn da chúng ta nó đã đảm bảo được cái việc là chăm sóc phục hồi da sau một cái buổi sáng nắng và một buổi chiều mưa giống như vậy. Rồi, đó là cái chăm sóc da cho da thường ha. Còn đối với da mụn thì sao? Da bị mụn á, những ngày sáng nắng chiều mưa là những ngày cực kỳ khó chịu. Tại vì sao? Khi mà sự thay đổi cái nhiệt độ khí hậu bên ngoài á, mà chưa kể trên làn da của mấy bạn nó đang có vấn đề tổn thương á, thì nó dễ gây ra những cái chuyện, ví dụ như tự nhiên mình thấy ngứa hơn nè, tự nhiên nó nổi thêm vài cái nốt mụn. Thì đối với những cái trường hợp da mà đã bị mụn nè, bị dị ứng nè, mà còn sáng nắng chiều mưa giống như vậy, thì mấy bạn ưu tiên cho bác sĩ là rửa mặt thật là sạch ha. Cái thứ hai là đừng có bôi những cái sản phẩm mà nó có những cái chất lột tẩy nhiều quá, AHA, BHA, retinol, mình hạn chế bôi trong những cái ngày nó khó chịu giống như vậy. Thì những cái ngày mà giống như vậy á, thì thật ra trong các dòng á, thì bác sĩ thấy có cái dòng mà hôm trước bác sĩ có giới thiệu với mọi người á, Lancôme nó có một cái dòng dành cho những cái lúc mà giống như là da mình nó có sự cố, hoặc nó bị stress, hoặc là cơ thể mình bị stress, thì mấy bạn cũng có thể thử cái đó. Hoặc là mình thử những cái dòng mà gel, là ví dụ như collagen nè đó, thì những cái dòng đó thì nó sẽ thoải mái cho làn da hơn. Rồi bây giờ nói, bác sĩ đã nói xong về cái cách chăm sóc da trong những ngày mà nhiệt độ nó thay đổi trong ngày. Cho đó đó là túm lại một ý á, là mấy bạn không nên áp dụng một cái cách chăm sóc da cố định ngày qua ngày, tháng qua tháng, và nhiều khi mấy bạn còn sử dụng một bộ mỹ phẩm mà cho cả một năm, trong khi á, là nhiệt độ thời tiết nó thay đổi trong ngày, và rõ ràng chúng ta thấy trong những ngày này nó rất là khó chịu, giữa các ngày với nhau nó cũng đã có sự thay đổi khác rồi. Thì chúng ta nên hiểu về làn da chúng ta một tí, hiểu và hiểu cho kỹ. Sau khi hiểu làn da chúng ta xong, chúng ta phải hiểu luôn cái loại mỹ phẩm nào phù hợp với làn da. Thì khi chúng ta có cái sự sâu sắc giống như vậy á, thì cái việc chăm sóc da nó rất là đơn giản. Chúng ta không có cần phải nghe một người nào đó nói là da này là da gì, da thường, da hỗn hợp hay gì đó. Tại vì mấy cái loại da đó nó có khả năng nó thay đổi tùy theo thời tiết và tùy theo môi trường mà mấy bạn đang ở ha. Tiếp theo nha, bây giờ mình sẽ tới cái màn là mình trả lời câu hỏi của mấy bạn. Hôm nay mình livestream nửa tiếng nha, xong rồi đi ngủ. Cứ mỗi lần mà trời mưa vậy là bác sĩ thích ngủ sớm. Mình trả lời từ dưới lên trên ha. Hello chị Dương Hà. Da da em dầu và hay nổi mụn thì phải làm sao? Câu này á, là câu lúc nào cũng gặp trong mỗi livestream. Da dầu thì chắc chắn nó sẽ rất là dễ nổi mụn. Như vậy thì đơn giản nhất, không cần làm gì hết, rửa mặt sạch cho bác sĩ. Cái thứ hai nữa là mình sẽ phải ăn uống đủ chất nè. Thật ra mọi người nên quan điểm như vậy. Cái làn da hay là cái mái tóc hay là móng, có nghĩa là da, tóc, móng, nó là một cái cơ quan phụ thôi. Nó phản ánh tất cả những cái sức khỏe bên trong của mấy bạn. Bây giờ mấy bạn trong cơ thể chúng ta mà nó không đủ chất đi, thì tự nhiên á, là làn da chúng ta sẽ xấu. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta không đủ chất thì cái tóc chúng ta sẽ bạc rất là nhanh, hoặc là khô ráp. Móng chúng ta sẽ xấu, dễ giòn, gãy. Thì khi mà cơ thể chúng ta thiếu chất á, mấy bạn đâu có thấy đâu, tại vì nó là thiếu vi chất mà. Ngày qua ngày mỗi thứ nó lấy một chút, một chút. Thì nó sẽ ưu tiên gì? Tim gan phổi thận mình vẫn hoạt động bình thường ha, nhưng mà nó sẽ lấy của những cái cơ quan phụ trước. Cho nên á, là bất kể lúc nào luôn, chúng ta phải bổ sung bằng cái con đường ăn uống nè. Nếu chúng ta đảm bảo rằng chúng ta ăn đủ rồi thì thôi, chúng ta không cần dùng thực phẩm chức năng nữa. Nhưng mà mấy bạn sẽ nghĩ thử ha, còn bác sĩ thì bác sĩ không đảm bảo bác sĩ ăn đủ. Tại vì sao? Ăn nhiều thì sợ mập, nói thiệt luôn. Cái thứ hai nữa là cái gì? Vitamin thì đồng ý có trong trái cây rồi, nhưng mà giờ trái cây kỳ cam, quýt, chanh, bưởi rồi đó thì mình cũng hay ăn. Nhưng mà nó sẽ bên cạnh nó cũng còn rất là nhiều trái cây khác, thì trái cây nè, rau xanh nè, hoặc là những cái rau cải á, thì chúng ta ép, chúng ta lấy nước uống, đó là tốt nhất ha.
tại vì lúc đó là vitamin nó được bảo toàn. Còn cái việc mà chúng ta lấy rau cải mà chúng ta nấu canh hoặc là nấu súp á, thì lúc đó vitamin nó bay hơi hầu như là gần hết. Thì khi mà chúng ta không đảm bảo được lượng vitamin chúng ta nạp vào cơ thể thì chắc chắn cơ thể nó sẽ thiếu những cái chất đó. Thì như vậy thì chúng ta có thể bổ sung bằng những cái dạng uống. À, mọi người nói là sao uống cái nó không thấy đẹp kiểu vậy ha, thì thật ra bác sĩ không chê một dòng nào hết, tại vì khi người ta làm, nhất là những cái hãng nước ngoài đi ha, người ta cũng phải có nghiên cứu người ta mới làm, trừ khi những cái bạn mà giống như không có nghiên cứu gì hết mà cứ kiểu sao ta, kiểu làm gian làm dối thì mình không nói. Nhưng mà tất cả những cái dòng trên thế giới mà có tiếng á, khi chúng ta uống á thì chúng ta không thấy đẹp liền, lý do là tất cả những cái cơ quan nội tạng bên trong của chúng ta nó đều cần những cái yếu tố vi lượng đó hết. Thì khi chúng ta thấy giống như là cơ thể chúng ta đang đói ăn những cái vitamin đó, khi chúng ta nạp vào tự động nó sẽ ưu tiên cơ quan đích, còn dư á nó mới ra những cái cơ quan phụ là da, tóc, móng. Cho nên á, mấy bạn muốn đẹp á thì mấy bạn phải đợi những bạn kia ăn no xong rồi những cái cơ quan khác nó mới được ăn. Nhưng mà khi mà nó cần để mà nó huy động, ví dụ như một cơ quan nào đó đang yếu đi thì nó sẽ huy động. Thì nó huy động như vậy thì chắc chắn là những cái cơ quan phụ nó lấy trước. Vậy thì da, tóc, móng nó sẽ xấu đầu tiên trước khi cơ thể chúng ta suy yếu. Mấy bạn có thể để ý cái điều này khi chúng ta bị bệnh. Khi mà chúng ta bệnh mà ví dụ như chúng ta nằm mới bệnh viện về hay thế nào kia là da xấu lắm. À, hoặc là chúng ta qua một cái cơn cảm cúm nặng đó, là mà bạn nào không biết chăm da nữa đó thì cái da xấu xỉn đi đó. Ở phòng khám bác sĩ thì đã từng có trường hợp là bác sĩ đang chăm da đó đẹp lắm, xong rồi đùng phát là vô cái phát ban, sốt phát ban, sốt phát ban xong mà bạn đó kiểu giống như là người yếu, không có mệt mệt là không ăn gì hết, đến là nhìn không ra luôn là sạm hết cái da xuống. Và sau khi sốt phát ban xong bác sĩ cho uống bồi bổ lại á thì lại lên tông da lại, nghĩa là da mình giống tắc kè vậy đó. Đó thì như vậy á là bạn nên nhớ là đối với một cái làn da này, bác sĩ trả lời chung cho tất cả những cái bạn mà hỏi là cần uống gì, cần ăn gì hoặc là làm sao để đẹp đó, thì chúng ta nên suy nghĩ về cái lâu cái dài của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta uống tất cả những cái đó, nếu như những chất đó là những chất tốt cho cơ thể thì chúng ta nên uống. Uống mà chưa thấy đẹp có nghĩa là nhiều khi mình uống không đủ liều ha, hoặc là uống đã đủ cái liều của mỗi ngày rồi thì chúng ta đừng nên nạp thêm nha, mà chúng ta phải đợi cơ thể nó hấp thu ha. Rồi đó là một số cái gợi ý cho mấy bạn, chứ còn lại á là thực phẩm chức năng thì sản phẩm nào nó cũng có cái giá trị riêng của nó. Rồi bạn Trần Kim lại hỏi tiếp nè, bác sĩ ơi có cần uống collagen không? Thì thật ra ha, collagen nó là cái gì, nó sẽ có ở đâu? Collagen nếu như chúng ta ăn nó ở đâu nè, nó có ở trong gân nè, gân bò, gân heo, nó có ở trong da nè, da động vật nè, đó nó sẽ có ở trong những cái loại của con động vật thì nó nhiều hơn là thực vật. Cái thứ hai nữa đó là khi chúng ta ăn thì chúng ta ăn nguyên một miếng giống vậy, nhưng mà khi chúng ta uống á, thì chúng ta sẽ uống giống dạng bột collagen khô hoặc là nước. Thì những cái đó nó không phải là khi chúng ta đã chưng cất rồi thì nó sẽ không có còn nguyên một cái sợi chuỗi collagen, và khi chúng ta nạp vào chúng ta cũng sẽ không có nạp nguyên sợi đâu, có nghĩa là cái sợi đó nó cũng không tạo thành sợi collagen của da chúng ta được. Tại vì đơn giản sao, nó là collagen của heo thì làm sao nó tạo thành collagen của người. Nhưng nó có một cái vậy, có nghĩa là cái axit amin để hình thành cái sợi collagen đó, và những cái yếu tố để mà nó hỗ trợ cho quá trình tạo ra collagen của cơ thể người thì nó sẽ được bổ trợ bằng những cái axit amin của động vật đó. Thay vì chúng ta ăn da heo nè, chúng ta ăn da động vật, chúng ta lại sợ chúng ta ăn nhầm mỡ đó thì chúng ta lại bị mập hoặc là bị dư cholesterol trong máu rồi đủ thứ, thì chúng ta uống collagen. Khi uống collagen ha thì chúng ta phải quan niệm như vậy, collagen nó vẫn là những cái yếu tố để nó phát triển sơ sợi hoặc là những cái sợi liên kết, sợi đàn hồi. Cho nên á là những bạn nào mà có u xơ
những bạn nào mà có cơ địa sẹo lồi thì chúng ta uống chúng ta phải cân nhắc, mà nếu như chúng ta đã có u xơ rồi á thì thôi chúng ta đừng nên uống. Tại vì sao? Đối với bác sĩ ha, ưu tiên thứ nhất vẫn là sức khỏe, thứ hai mới tới đẹp. Cho nên á, nếu mà sức khỏe mà chúng ta lại uống những cái chất mà nó nhiều để mà nó có thể phát triển những cái u xơ đó, thôi chúng ta đừng uống. Rồi những bạn nào mà không có những cái vấn đề mà bác sĩ vừa kể á, thì chúng ta uống collagen nó sẽ bổ sung cái gì? Collagen nó có trong tất cả những cái cơ quan của chúng ta, ví dụ như xương khớp này, da này, dây chằng nè, kể cả những cái thành mạch ha, những cái thành mạch nó vẫn có những cái sợi đàn hồi, sợi collagen để nó gọi là nó có cái bao mạch máu hoặc bao cơ và thần kinh đó, nó cũng phải từ những cái sợi đó. Cho nên khi chúng ta uống á, thì tất cả những cái cơ quan đó nó sẽ lấy đi cái collagen đầu tiên. Hoặc là những người lớn tuổi đi thì cơ xương khớp nó sẽ lấy trước, sau đó là mới tới da. Do đó là nếu như chúng ta cảm thấy là chúng ta thiếu hụt thì chúng ta sẽ uống ở cái liều duy trì bổ sung thôi. Rồi, như vậy là bác sĩ trả lời được câu hỏi của bạn Trần Kim và một số câu hỏi, ví dụ như câu hỏi của bạn Dương Hà nè. Rồi, bạn Ngọc Như Nguyễn nè. Đó là khi mà bác sĩ trả lời một loạt những cái việc mà uống thì nó có tác dụng như thế nào, là bác sĩ đã giải đáp cho gần khoảng 10 bạn về cái vấn đề da. Bây giờ chúng ta sẽ giải đáp thêm một số cái nữa ha. Bạn này có câu hỏi rất là đặc biệt nè, nãy bác sĩ thấy là hỏi cái gì về lỗ chân lông, mụn đầu đen. Bạn này hỏi nè, bạn Phượng Thúy, Thúy Phượng chắc, bạn hỏi là da em lỗ chân lông to quá, bác sĩ chỉ cho em cách chăm sóc đi ạ. Cái vấn đề lỗ chân lông, vấn đề mụn ẩn luôn là vấn đề đau đầu của các bạn trẻ, và không những chỉ có các bạn trẻ không, mà là những cái bạn nào có mong đợi một cái làn da mịn màng á là đều mong muốn như vậy hết. Thì bây giờ nó cũng chỉ xoay quanh cái vấn đề làm sạch thôi. Nhưng mà rõ ràng mấy bạn cứ nói bác sĩ là em làm sạch lắm rồi mà tại sao nó vẫn không có được mịn. Thì có thể cái lúc mà em làm sạch rồi á, có lúc mà em ý thức được cái chuyện em làm sạch thì nó đã to rồi. Mà một khi nó đã to rồi mà mình muốn làm nó nhỏ lại á, thì mình phải gọi là mình phải điều trị hoặc là mình phải vất vả hơn. Còn cái quá trình mà nếu như ở trên livestream này có những bạn trẻ ở cái độ tuổi mà gần chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì là bác sĩ thích nhất. Tại vì sao? Cái độ tuổi đó làn da rất là đẹp. Cho nên mọi người á, nếu như có ý thức từ cái độ tuổi đó đó, thì mọi người sẽ lúc nào cái làn da mọi người cũng đẹp hết. Thật ra da bác sĩ á, thì chắc cái này là hên thôi chứ không phải hay gì hết. Vì lúc đó không hiểu gì hết, lúc đó cũng không có ai để mà bày cho mình hết. Nhưng mà bác sĩ có một thói quen, có nghĩa là đi học về hay là làm bất cứ một cái gì đó mà cái da mình chỉ cần hơi ngứa ngáy chút xíu là không chịu được, thì bác sĩ sẽ đi rửa mặt. Thì có thể là từ cái thói quen đó và từ cái kiểu khó chịu trên da giống vậy á, mà cái làn da không bao giờ bị dơ do cái mồ hôi hết. Cái thứ hai nữa là cái chuyện mà trang điểm hoặc là đánh phấn trên da, thì hồi xưa cái là mẹ bác sĩ cũng hơi khó, cho nên nó là không cho con gái trang điểm sớm. Dưỡng cũng không cho luôn, cái này là hơi bị thua thiệt mọi người, có nghĩa là dưỡng cũng không cho mà trang điểm cũng không cho. Thì cái trang điểm thì bác sĩ đồng ý, có nghĩa là khi mà chúng ta chưa có hiểu về chăm sóc da thì chúng ta đừng nên trang điểm. Cho tới khi nào chúng ta hiểu về cái quá trình làm sạch da và chúng ta hiểu về làn da thì chúng ta lúc đó chúng ta có thể là trang điểm để nó đẹp hơn thôi. Cái thứ ba nữa mà bác sĩ giữ được giống vậy là ở cái độ tuổi mà mới gọi là sao dậy thì hay gì đó thì rất là thích ăn trái cây đó. Cho nên nếu như bạn nào mà có con em hoặc là những cái bạn mà chị em trong cái độ tuổi mà dậy thì hoặc độ tuổi mà mới bắt đầu khoảng 15, 16 tuổi đó, cái độ tuổi đó là mình nên giữ, thì cái lỗ chân lông nó chưa giãn đâu, nó sẽ đẹp luôn hoài luôn. Rồi bây giờ quay trở lại những cái bạn mà tới khi nhận ra cái việc là
phải giữ gìn cái làn da để nó đẹp hơn á, thì cái làn da chúng ta lỗ chân lông đã to rồi, giờ phải làm sao? Thì đối với những cái bạn đó ha, đầu tiên chúng ta phải chịu khó một chút, chúng ta làm sạch lỗ chân lông. Mọi người hay nghe là lột mụn cám á, một tuần lột 2 lần, hoặc là một tuần lột 1 lần. Cái đó sẽ đúng đối với trường hợp là da đang khít rồi, nhưng mà nó sẽ không đúng đối với những cái trường hợp mà bây giờ nó nhiều cái mụn đầu đen quá mà chúng ta cần lấy ra. Bây giờ chúng ta không biết phải làm sao để chúng ta lấy hết sạch một lần, thì giai đoạn đầu tiên á, mà để mấy bạn bắt đầu làm cái làn da lại á, là mấy bạn lấy liên tục cho tới khi nào mà cái lỗ chân lông chúng ta cảm thấy sạch sẽ không còn gì nữa hết, thì chúng ta sẽ giảm dần cái liều chúng ta lấy. Mỗi ngày ha, đối với những cái bạn mà lỗ chân lông đã to rồi á, là mấy bạn rửa mặt xong, mấy bạn sẽ dùng cái khăn giấy, giống như trong một cái livestream mà bác sĩ hướng dẫn á, khăn giấy hoặc là cotton pad, mấy bạn quấn 2 đầu ngón tay lại, mấy bạn vuốt nhẹ những cái lỗ chân lông cho nó ra những cái chất dầu, mà chất dầu lúc đó nó chỉ là dạng nước thôi. Thì khi mà nó ra sạch sẽ giống vậy thì mấy bạn mất khoảng 1 tháng để mấy bạn làm việc đó, và đồng thời trong 1 tháng đó mấy bạn chỉ dưỡng cho bác sĩ những cái dạng, ví dụ như dạng nước đó. Nếu mà có muốn dưỡng ẩm dưỡng da thì chúng ta chỉ dưỡng bằng dạng nước thôi. Nước thì một số hãng bác sĩ có thấy nè, Cosé nó có cái dạng nước cho cái khoảng nhiêu 9 hay 18 loại nhân sâm gì đó. Hoặc là bác sĩ đang cho một loạt các khách mà điều trị lỗ chân lông to của Bencilia là xài cái collagen tươi, thì đáp ứng rất là tốt, tại vì cái quy trình điều trị cái lỗ chân lông nó đã rất là lâu của Bencilia rồi. Nhưng mà phải cần sự hỗ trợ của các bạn rất là nhiều trong giai đoạn đầu đó. Còn cái đó là mình chăm sóc tại nhà và mình không cần làm thao tác thủ thuật gì hết. Còn nếu như bạn nào mà lỗ chân lông đã quá to rồi thì cái việc mấy bạn chăm sóc ở nhà nó chỉ đáp ứng được một phần thôi nha. Lúc đó là chúng ta phải sử dụng bằng những phương pháp ví dụ như là laser fractional nè, hoặc là lăn kim, thì để mà nó kích thích, nó tạo ra một cái lớp da mới mịn hơn, đẹp hơn đó. Chỉ có những cái cách giống như vậy thì cái làn da mới đẹp được. Mà nhớ nha, khi da đẹp rồi thì đừng có buông nó ra, mà chúng ta phải từ cái bước đó chúng ta nâng nó lên luôn, để mà làn da chúng ta nó sẽ không có bị to lỗ chân lông lại ha. Đó là giải quyết cho mấy bạn luôn về cái chuyện là lỗ chân lông với mụn ẩn nha. Rồi ở đây có một câu hỏi rất là kinh khủng. Có một câu nói rất là kinh khủng, đó là bạn Hoàng Trọng Tính: mỗi ngày 5 lít nước là da đẹp hay bác sĩ? Cái này chắc gài bác sĩ chứ hỏi gì trời. Mỗi ngày uống 5 lít nước ha. Bây giờ để nói tới cái chuyện mình uống nước. Uống nước á, là phải uống đủ nước. Uống đủ nước không có nghĩa là mình uống nhiều nước. Uống nhiều nước không có nghĩa là mình uống đúng. Bây giờ nói cụ thể hơn, nói vòng vòng chúng hồi không hiểu luôn á. Giờ nói cụ thể hơn á, là chúng ta một ngày chúng ta sẽ phải uống tùy theo cái trọng lượng, tùy theo cái cân nặng và tùy theo chiều cao của mỗi người. Để bữa nào bác sĩ sẽ cho mọi người cái con số để mọi người có thể tính ra được cái lượng nước mọi người cần cho cơ thể của mọi người. Tại vì lượng nước chúng ta cần để làm gì? Để nó chuyển hóa, để nó nuôi dưỡng được toàn bộ cái thể trạng của chúng ta. Khi mà bác sĩ dùng từ thể trạng có nghĩa là ok, một người 1,5 m, nó sẽ khác một người 1,8 m, và một người có 40 kg nó sẽ khác với một người là 100 kg. Khi mà nói giống như vậy thì mấy bạn sẽ hình dung ra cái khoảng dao động nước mà chúng ta cần cho một ngày nó rất là lớn. Thì như vậy á, thì uống nước như thế nào là đúng? Thứ nhất ha, nếu như chúng ta muốn mà uống thanh lọc cơ thể, có nghĩa là chúng ta sẽ uống buổi sáng chúng ta vừa mới dậy, thì chúng ta sẽ uống khoảng 500 ml nước lọc mà nước ấm, và chúng ta uống một cái ào luôn 500 ml, thì chỉ khoảng 15 phút đến 20 phút sau là chúng ta sẽ mất tiểu ha. Tại vì sao? Tại vì lúc đó nó sẽ tăng áp lực thận rất là nhanh, và nó sẽ lọc được cái đường bài tiết của chúng ta, đường tiết niệu của chúng ta tốt hơn. Cái thứ hai nữa là trong ngày chúng ta không nên uống nước giống như vậy ha. Chúng ta chỉ uống 1 ly đó buổi sáng thôi. Trong ngày thì chúng ta sẽ nên tập thói quen uống nước. Thói quen uống nước là chúng ta đừng để cơ thể khát xong rồi chúng ta mới
vội 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 chúng ta đi uống hết một một lần một ly lớn giống vậy, mà chúng ta sẽ uống theo thói quen nửa tiếng đến một tiếng chúng ta nhấp miệng một lần, và mỗi lần khoảng 1/3 cái ly nhỏ nhỏ như vậy đó. Thì như vậy là cái lượng nước lúc nào nó cũng được duy trì, nó cũng được cung cấp. Lượng nước mà chúng ta nạp vào nó sẽ bù lại cái lượng nước mà nó mất qua cái sự thoát hơi nước qua cái làn da chúng ta. Nó thoát hơi nước qua cái chuyện là chúng ta nói chuyện với nhau, nó mất cho cái quá trình chúng ta bài tiết, chúng ta đi tiểu rồi này nọ kia các kiểu đó. Thì đối với những cái việc mà chúng ta nạp liên tục như vậy thì nó sẽ ổn định cho cái hệ mà tuần hoàn hệ bài tiết của chúng ta. À, đó cho nên nó là hỏi bác sĩ trên đây là một ngày uống 5 lít nước là da đẹp, bác sĩ không có ừ nha. Rồi như vậy thì để mà tính được cái chuyện là một ngày uống bao nhiêu lít nước thì tùy vào thể trạng của mỗi người nha. Rồi bạn Rose Rose nói hỏi là da ngăm đen bẩm sinh thì làm sao để da trắng. Da ngăm đen bẩm sinh cái này á, thì nó cũng hơi khó ha. Có nghĩa là mẹ sinh bé ra xong sau đó là da bé đen thui từ xưa tới giờ, hay là tới lúc mà mình lớn, có nghĩa là tới lúc mà mình có những cái hoạt động ngoại khóa thì lúc đó mình mới bị ngăm. Nếu như mà từ không cho đến 2 tuổi mà da mình trắng trẻo như những em bé sơ sinh khác, tại vì sao, giai đoạn đó ở trong nhà không à, thì cái khả năng mình trắng trở lại rất là tốt, rất là dễ. Cho nên muốn vậy thì phải hỏi ba mẹ con đen từ khi nào đó. Nếu ba mẹ nói con đẻ ra con đen rồi thì chắc chắn là cái chuyện mà chúng ta muốn mà làm trắng nó là cả một quá trình chúng ta phấn đấu. Tại vì sao, bản thân những cái người mà có rất là nhiều cái tế bào sắc tố mà bị cái làn da ngăm đen bẩm sinh thì cái chuyện mà chúng ta làm trắng lại cũng được, nhưng mà nó hơi khó. Chúng ta phải hạn chế tiếp xúc với nắng mặt trời nhiều lắm ha. Đó rồi chị Hạnh Trần hỏi là chị tư vấn giúp em cách rửa mặt sạch bằng tay. Ủa chị thấy cái này đơn giản mà. Thì bây giờ đầu tiên đó là mình sẽ làm ướt cái mặt mình trước ha. Trên cái làn da chúng ta không có nên đưa sản phẩm hay đưa bất cứ cái gì lên da mà chưa có nước. Chúng ta sẽ phải làm ướt cái mặt mình trước, giống như chúng ta đánh thức cái tế bào da là chuẩn bị có một cái gì đó đưa lên mặt. Sau đó là chúng ta sẽ sử dụng sữa rửa mặt, chúng ta tạo bọt hoặc là chúng ta sẽ phải xoa trên tay để làm chi, có những cái chất trung gian hoặc là gì đó, hoặc là có những cái alcohol để giúp cho nó thẩm thấu vô da, nó bay bớt đi. Nếu như chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà tẩy rửa mạnh đó, thì nó bay bớt đi, sau đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta sử dụng bọt hoặc là chúng ta sử dụng cái chất mà chúng ta tạo ra. Tại vì có những cái dạng sữa rửa mặt không có bọt thì chúng ta xoa lên da rồi chúng ta sẽ xoay tròn nhẹ, rồi chúng ta sẽ rửa hết tất cả mọi thứ mọi chỗ rồi chúng ta lại tắp nước ha. Đối với bác sĩ thì bác sĩ sẽ không có dùng khăn trong cái quá trình bác sĩ rửa mặt, bác sĩ chỉ dùng nước thôi để chúng ta tắp và rửa chỉ bằng lòng bàn tay trực tiếp. À, sau khi mà rửa mặt xong thì bác sĩ mới lúc đó mới dùng khăn để chậm hoặc là để lau cho thiệt là sạch những cái bề mặt da. À, và nhớ ha, chúng ta lau mặt chúng ta không có lau lên lau xuống như vậy, mà chúng ta sẽ phải lau ngang ha. Lau nhẹ nhàng, lau ngang qua tất cả mọi thứ đều lau ngang thì cái làn da chúng ta nó sẽ không có bị sệ. Rồi bây giờ nãy giờ mình livestream đã hơn nửa tiếng rồi, cho nên nó là chủ đề của ngày hôm nay á, là sáng nắng chiều mưa, bác sĩ đã giải quyết xong. Thì bây giờ bạn nào mà có câu hỏi hay có những cái thắc mắc hoặc là muốn hỏi về điều trị cái gì á thì mấy bạn có thể inbox cho bác sĩ thì bác sĩ sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người nha. Còn nếu mà muốn gặp bác sĩ á thì cứ đến Bencilia, bác sĩ hay có mặt ở Trương Quyền quận 3 đó. Muốn đến đó hỏi thì mấy bạn cứ đặt hẹn trước, tại vì bác sĩ hay đi đây đi đó. Rồi như vậy là các bạn Bảo Trâm nói là da chị đẹp quá, em muốn giống da chị quá đi. Thật ra muốn giống da chị rất là dễ, tại vì sao, tại vì mình hiểu cái da mình, xong mình chăm cái da mình theo cái thời tiết. Thì khi mình chăm cái da mình theo thời tiết á, miễn sao mình đảm bảo là cái đáp mỹ phẩm mình đang có nó không có dị ứng với cái da mình là ok đó, thì chỉ cần vậy thôi.
Trên thị trường có rất là nhiều mỹ phẩm nó phù hợp với bản thân da mình, cho nên mình chọn cái nào đó mà mình sẽ cái da mình nó không dị ứng là được. Còn bôi lên mà thấy khó chịu, bôi lên mà cảm thấy nó châm chích, nó cứ rít rít hoặc là nó ngứa ngứa đó, thì chúng ta phải đi rửa mặt liền, đừng cố gắng gì thêm nha. Rồi xong, vậy là livestream hôm nay kết thúc ha. Ngày mai chúng ta sẽ nói về chủ đề gì á. Nếu mấy bạn muốn bác sĩ nói về chủ đề gì thì mấy bạn comment muốn nói về chủ đề đó, xong thì bác sĩ sẽ thống kê lại, xong ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cái chủ đề mà mấy bạn mong đợi. Vậy ha, bye bye mọi người. Tối nay ngủ là chỉ để nhiệt độ 27 độ thôi nha, tại vì nhiệt độ bên ngoài khá là lạnh. Bye bye.